giác tội phạm. Quá trình điều tra, củng cố chứng cứ và thông qua lời khai của các đối tượng cầm đầu, chân tướng của một tổ chức phun rô lưu vong đứng sau giật dây cho các đối tượng trong nước thực hiện vụ tấn công đã được dựng lên một cách đầy đủ. Ngoài việc bí mật móc nối với số cốt cán trong nội địa để chỉ đạo việc mua sắm vũ khí, chuẩn bị lực lượng, chọn mục tiêu tấn công, chúng còn cử người về nước trực tiếp điều hành hoạt động của số bên trong. Những đối tượng trong tổ chức này là ai? Tôn chỉ, mục đích và ý đồ của chúng như thế nào? Đó sẽ là nội dung mà chúng tôi sẽ gửi tới quý vị trong chương trình Góc nhìn sự thật tuần này. Mời quý vị cùng theo dõi. Vụ tấn công rạng sáng ngày 11 tháng 6 khiến 8 cán bộ công an và lãnh đạo chính quyền hai xã Ea Tiêu và Ea Cà Tu hy sinh và trọng thương. 3 người dân vô tội thiệt mạng, 2 xe ô tô cùng nhiều tài sản, tài liệu lưu trữ tại 2 trụ sở bị đốt cháy. Trong các vụ biểu tình, bạo loạn tại một số tỉnh Tây Nguyên vào những năm 2001, 2004 và 2008, dù số người tham gia đông nhưng cũng không gây hậu quả nghiêm trọng đến như vậy. Sự liều lĩnh, giết người không gây tay của nhóm đối tượng khiến đồng bào trong các buôn làng ở đây bàng hoàng. Một điều khiến người ta không khỏi ngạc nhiên là trong hai kẻ có vai trò cốt cán cầm đầu, chi phối, chỉ đạo toàn bộ hoạt động của nhóm đối tượng trước khi gây ra tội ác man dợ này lại là một người phụ nữ, người đồng bào Ê Đê. Đó là Hờ Quên Ê Ban, mà theo cách gọi của đồng bào Ê Đê là A Mí Sân. Để tạo niềm tin cho Hờ Quên, các đối tượng phun rô lưu vong ở Hoa Kỳ thường xuyên tiêm nhiễm vào nhận thức của người phụ nữ này những tư tưởng về nhà nước Degali khai tự trị tại cao nguyên. Cuộc đấu tranh của người thượng được Hoa Kỳ ủng hộ cả về vũ khí, phương tiện, có quân đội về tiếp ứng, kèm theo đó là những lời hứa hẹn về lợi ích, vật chất khi đạt được mục đích. Sự ảo tưởng đó khiến Hờ Quên trở nên mù quáng, cầm cố hết đất đai, ruộng rẫy, thực hiện mọi chỉ đạo của các đối tượng phun rô lưu vong mà cụ thể ở đây là tổ chức, nhóm hỗ trợ người thượng do Imut Mờ Lô cầm đầu. Nghe Imut nói thôi, giờ thì Hoành ở đây là cho nó đứng lên thôi. Imut cho Hoành đứng lên á, đứng đầu á. Bây giờ thì còn việc khác thì Hoành không nghĩ thì cứ Hoành cứ nghe thì một số thì Imut nói thì đứng lên. Vì đất nước, vì người dân. Năm 2017, Hờ Quên thường xuyên liên lạc, nhận chỉ đạo của Imut Mờ Lô và tổ chức của hắn trở thành cơ sở ngầm bí mật lôi kéo người, chuẩn bị lực lượng nhằm thực hiện các hoạt động chống phá. Đến năm 2019, Cơ quan An ninh Điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk đã phát hiện hàng chục đối tượng tham gia hội nhóm này. Với vai trò cốt cán, tháng 3 năm 2019, Hờ Quên và 10 đối tượng được đưa ra kiểm điểm công khai. Kết quả đấu tranh cho thấy, chúng đã nhen nhóm ý đồ sử dụng vũ trang để tiến hành bạo loạn, lật đổ chính quyền. Ê, Trích nói, với thứ như thế này, ở nước Mỹ, ông là người lãnh đạo ở Dega. Một số vũ khí là ông kết hợp với Mỹ, ông kết hợp với các nước. Ông nói với tôi như vậy, là nếu có chiến tranh sẽ có nước sẽ giúp Dega chúng ta. Thì tôi mới nghe và tôi mới tin, tôi mới làm theo. Những kẻ trực tiếp vạch ra những kế hoạch thâm độc này là Imut Mờ Lô và một số đối tượng trong tổ chức phun rô lưu vong có tên là Montagnas Support Group Inc, viết tắt là MSGI, hay còn gọi là nhóm hỗ trợ người thượng, hiện trú tại tiểu bang Bắc Carolina, Hoa Kỳ. Ngoài Imut Mờ Lô với vai trò cầm đầu, tổ chức này gồm các đối tượng cốt cán như Y Duyên Bờ Đắp, Y Trích Nie, Y Bion Mờ Lô, Y Là Hun Bi Á, Y Bé Ê Ba và Y Son Nie. Trong đó, Y Duyên Bờ Đắp là phụ tá đắc lực của Y Mút. Đối tượng này cũng tự xưng là mục sư đại diện tổ chức nhà thờ Dega quốc tế tại Thái Lan nhằm mục đích khuếch trương bản thân, lôi kéo số đối tượng xuất cảnh trái phép đang tị nạn tại Thái Lan nhằm phát triển mạng lưới của MSGI. Tại đất nước Chùa Vàng, chúng có mối liên hệ mật thiết với các đối tượng trong tổ chức người thượng đứng lên vì công lý do Y Quynh Bờ Đắp cầm đầu. Cầm đầu là Y Mút Mờ Lô thì là sinh năm 1960, quê tại xã Phương Rang của huyện Krông Búc. Đối tượng này thì sinh năm 60 nhưng mà ngay từ những năm 75 đã bị số phun rô rừng đột nhập trở buôn bắt cóc và đưa ra rừng huấn luyện đào tạo
lừa phỉnh và tiêm nhiễm những cái luận điệu về tư tưởng tự trị, hoạt động theo cái đường hướng của phun vũ trang, cho nên rằng là có cái quá trình hoạt động có thể nói rằng là chống phá hết sức là quyết liệt suốt từ những cái thời gian mà bị phun rô bắt cóc ra và huấn luyện đào tạo tới bây giờ. Đầu những năm 80, trước sự truy quét giáo giết của lực lượng an ninh Việt Nam tại các toán phun rô có vũ trang tan rã tháo chạy, hoạt động chui lủi tại các vùng rừng núi giáp biên giới Campuchia. Sau một thời gian ở Campuchia, Y Mút trốn sang Thái Lan và được đưa sang Hoa Kỳ năm 1986. Khi tới đây, với lịch sử tham gia phun rô, hắn được gia nhập tổ chức Quỹ Người Thượng Đề Gà, MFI do Ca So Cúc sáng lập. Đây là một tổ chức phản động phun rô lưu vong hoạt động với mục đích đấu tranh bảo vệ những người bản xứ ở miền Trung Tây Nguyên Việt Nam, thành lập nhà nước Đề Gà độc lập ở Tây Nguyên. Chúng công khai hóa vấn đề nhà nước Đề Gà ở Tây Nguyên để quốc tế can thiệp. Đầu năm 2000, Ca So Y Mút, Y Duen và nhiều thành phần cốt cán của tổ chức này đã hậu thuẫn số đối tượng trong nước kích động đồng bào thực hiện các vụ gây rối vào năm 2001, 2004 và 2008 ở một số tỉnh Tây Nguyên. Do nghi ngờ Ca So Cúc biển thủ công quỹ, bất đồng về phương thức hoạt động, và cuối năm 2009, Y Mút, Y Duen đã rời bỏ tổ chức của Ca So Cúc. Năm 2011, chúng lôi kéo một số đối tượng và lập ra tổ chức nhóm hỗ trợ người thượng. Tương tự một số tổ chức phun rô lưu vong khác, tôn chỉ hoạt động của nhóm này vẫn là đấu tranh đòi ly khai tự trị, đòi thành lập nhà nước Đề Gà. Nhưng phương thức của chúng hết sức nguy hiểm, đó là chủ trương bạo động, kể cả sử dụng vũ khí vũ trang nhằm đuổi người Kinh khỏi Tây Nguyên. Bên cạnh đó, chúng cũng thu thập tình hình dân tộc, tôn giáo để xuyên tạc, vu cáo, yêu cầu chính giới Hoa Kỳ, các tổ chức quốc tế nhờ giúp đỡ, hỗ trợ. Số này rất chú trọng vào cái việc mà tuyên truyền và gây ảo tưởng cho số bên trong nội địa về cái đường hướng hoạt động phun rô theo cái hướng là manh động, bạo loạn và kể cả là gây niềm tin cho số bên trong là đang được một số các cái tổ chức ở nước ngoài tài trợ, huấn luyện để tiến tới mà chúng tuyên truyền rằng sẽ thành lập được một cái gọi là quân đội Đề Gà. Với danh nghĩa là người đứng đầu tổ chức, Y Mút Mờ Lô đã gửi nhiều thỉnh nguyện thư, bản báo cáo tới chính giới Hoa Kỳ với nội dung xuyên tạc, vu cáo Việt Nam vi phạm nhân quyền, đàn áp dân tộc, tôn giáo của người thượng ở Tây Nguyên. Đầu năm 2019, khi đấu tranh với đối tượng tham gia tổ chức này tại địa bàn huyện Cư Mờ Ga, cơ quan chức năng phát hiện, để củng cố niềm tin cho số trong nước, chúng đưa ra những luận điệu hết sức viển vông để lừa phỉnh như Đề Gà có lực lượng quân đội hùng hậu lên đến gần 5.000 người. Trang bị đầy đủ vũ khí đang được huấn luyện để chuẩn bị về lấy lại Tây Nguyên. Hay như nhà nước Đề Gà đã được quốc tế công nhận để số trong nước xây dựng bộ máy chính quyền cơ sở tại thôn Buôn. Cuối năm 2018 và trong năm 2019, số này tiếp tục lôi kéo một số lượng khác nhưng cũng bị chúng ta phát hiện và đấu tranh ngăn chặn kịp thời. Mặc dù như vậy, nhưng mà một số đối tượng ở trong nước, rồi một số những người dân tộc thiểu số do cái nhận thức chính trị hạn chế, do thiếu cái thông tin, thiếu hiểu biết, hoặc là một số đối tượng còn ít nhiều còn cái tư tưởng hẹp hòi, còn cái tư tưởng ly khai, tự trị thì vẫn bị số này tuyên truyền lôi kéo. Trước khi thực hiện vụ khủng bố sáng ngày 11 tháng 6 vào trụ sở hai xã Ea Tiêu và Ea Katu, huyện Chư Quynh, tỉnh Đắk Lắk, gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng về người và tài sản. Đầu năm 2023, Y Mút Mờ Lô đã giáo giết chỉ đạo Hờ Quên tuyển mộ lực lượng cho nhóm có tên gọi lính Đề Gà khảo sát địa điểm để lập căn cứ tập luyện, mua sắm vũ khí. Thực hiện ý đồ của Y Mút, Hờ Quên tích cực lôi kéo người tham gia, phân công người đứng đầu chỉ huy theo từng huyện, thu giữ quỹ, giao nhiệm vụ cho các đối tượng mua sắm vũ khí. Bàn bạc hết công việc này thì hoặc là ra thì góp tiền, cái giờ mua cái này mua cái kia, hoặc là bao nhiêu tiền thu hoặc là một tháng 200.000 còn mua cái một cái súng thôi. Đầu tháng 5 năm 2023, Y Mút cử Y Sonier, một thành viên của tổ chức cùng trú tại tiểu bang Bắc Carolina của Hoa Kỳ, xâm nhập vào nội địa trực tiếp chỉ đạo hoạt động của số trong nước. Bản thân Ison là người từng xuất cảnh trái phép sang Campuchia từ 2006. Năm 2008, được đưa sang Hoa Kỳ theo cơ chế tị nạn của Cao ủy Liên Hợp Quốc.
Ngày 10 tháng 5, đối tượng này từ Hoa Kỳ về Thái Lan. Hờ Quên đã cử hai đối tượng Y Bluyet và Y Fox qua Thái Lan để đón Y Son. Ngày 20 tháng 5, nhóm này nhập cảnh trái phép vào Việt Nam qua đường tiểu ngạch. Kể từ khi về Việt Nam, Y Son và Hờ Quên là hai đối tượng cầm đầu, chi phối, chỉ đạo mọi hoạt động của nhóm lính Đê Gà. Chúng đã khảo sát nhiều địa điểm tại huyện Krông Bông, Krông Park để làm căn cứ địa nhưng sợ bị lộ. Cuối cùng, các đối tượng chọn căn nhà trong khu dãy vắng thuộc Buôn Junga, xã Ea Katu, huyện Chư Quynh làm địa điểm tập kết. Đây cũng chính là nơi các đối tượng đã quay video tuyên thệ trước khi xuất phát tấn công vào trụ sở hai xã Ea Tiêu và Ea Katu. Mục đích của tôi là để chúng ta chỉ có đến thôi, đến được giành được năm Tây Nguyên, nên nó chỉ đạo tôi trở về nước và tôi trở về và tôi nói chuyện với Huyền. Và khi đến Thái Lan, tôi nói chuyện với Huyền và Huyền cử hai người đến đón tôi để trở về Việt Nam để cùng với anh em để đánh. Theo chỉ đạo của Emut là đối tượng Isan khai với cơ quan an ninh Việt Nam là phải tấn công là lữ đoàn 198, là mục đích là để lấy súng và trang bị được phải đủ 400 khẩu súng. Tuy nhiên là không thực hiện được nhiệm vụ. Nếu mà thực hiện được nhiệm vụ đó thì các đối tượng là mục tiêu tấn công đầu tiên là thành phố Buôn Ma Thuột. Tuy nhiên không thành công, do đó thì mới chuyển hướng là tấn công vào hai ủy ban nhân dân xã Ea Tu và Ea Tiêu. Quá trình đấu tranh thu thập lời khai của hai đối tượng cốt cán cầm đầu là Y Son và Hờ Quên trong vụ khủng bố man dợ này, ngoài Y Mút và các đối tượng trong tổ chức MSGI trực tiếp lên kế hoạch chỉ đạo thực hiện, còn có sự hậu thuẫn hỗ trợ của Y Quỳnh Bờ Đắp, đứng đầu nhóm người thượng đứng lên vì công lý và Ủy ban cứu trợ người vượt biển của Nguyễn Đình Thắng. Sau vụ tấn công khiến nhiều người chết, ông Mark Knapper, đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam đã lên án mạnh mẽ và khẳng định không chấp nhận các hành động khủng bố hoặc tài trợ cho hoạt động khủng bố. Hoa Kỳ sẵn sàng hợp tác với Việt Nam để điều tra vụ việc. Nhiều người kỳ vọng rằng, với khẳng định này của vị đại sứ, những kẻ chủ mưu hoặc có liên quan sớm nhận sự phán xét nghiêm khắc của pháp luật quốc tế. Bởi hơn ai hết, người dân Hoa Kỳ từng là nạn nhân của nhiều vụ khủng bố đẫm máu. Chương trình Góc nhìn sự thật của Truyền hình Công an Nhân dân tuần này cũng xin được kết thúc. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong chương trình tuần sau.